Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến một cuốn video nữa, chúng ta giao lưu với vườn cảnh anh Hoàng Hưng. Nickname Facebook của anh là gì? Cũng là Hoàng Hưng à? Vâng. Đây là một cây xanh tầm nhỏ, một người bê được. Với cái dáng vừa phải, thân bệ dẻo và độ côn tốt. Cái này bao nhiêu tiền anh? Khách quý khách nhà đúng 5 triệu. 5 triệu. Và anh quay ở Kida vậy nhé. Vậy á? Và còn đây là cây đa này. Cây đa để tôi bỏ bỏ cái cây này. Ôi, ướt vào tay rồi. Không cần được máy à? Dây vai khăn làm sao đây? Vâng, chúng ta chuyển sang cây đa này. Cây đa thì già quá rồi luôn. Già già đến cốc đế rồi. Đèn chui. Nhưng mà đa thì làm thì lâu. Đa kể cả già này mà cái răm chi cũng chưa thể có nhiều được. Cây này bao tiền anh ơi? Cây này giao lưu 5 triệu. 5 triệu. Và cây đa rất già. Sau cây đa mà lại dễ đắt bằng cây xanh. Cây đa này rất là nhiều tuổi rồi. Ừ. Lâu năm. Hiểu rồi. Và chúng ta đến với một cây sung. Bạt Phong. Ít có cái cây sung cái dáng mà cái bệ gốc này trinh vinh đẹp này. Và đây là cây sung. Khi đi quay bonsai ở trên sân gác của anh Hoàng Hưng này, tôi phải lách người. Đấy. Đứng vào những cái khe rất nhỏ. Bởi vì cái mật độ cây của anh nó chi chít. Cộng với lại có cái téc nước nó chấn ở giữa. Cái cây sung này là đá thấm thủy nhỉ? Ôm đá thấm thủy. À đây có dâu quả chưa? Có quả rồi nhỉ? Đúng rồi, có dâu rồi. Dáng rất bay. Dáng Bạt Phong. Cây này bao tiền? 6 triệu. 6 triệu. Rồi. Chú nhấc bỏ cây mít này đây. À, có cái cây mít bonsai. Đấy, đặt cái này đấy để tôi quay cái bệ cây sung phía trong. Rồi. Cây sung hai thân. Cây vẫn còn quả thôi. Quả vẫn ngọt. À đây 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 được rồi. Đây có quả đây. Đúng rồi. Được rồi. Sung này lá nhỏ. Cây này thế nhà lá nhỏ tí rồi. Rồi. Hay đấy. Mà tưới rất nhiều nước nó vẫn nhỏ. Bao tiền cây này? Cây này là muốn giao lưu 5 triệu. 5 triệu. Ừ. Và tiếp đến một cây me. Cái me này bao tiền đây? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Trên này là cây linh sam. Linh sam lám này là giá này là 86. Con này là mấy thân? Bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu tiền? Thì linh sam này giao lưu là 4 triệu. Vâng. Mất tính như xe cái lục vừng này, mất quay. Cây là nước này. Cây lục vừng này á? Cây này có hoa. Cây đấy đấy. Cây này năm ngoái buông hoa đẹp lắm. Cây này ạ? Vâng. À thế thì tốt. Cây lục vừng mà có hoa đẹp lắm. Cây lục vừng cao 30 phân. Mỗi tội nó hoa lục vừng của nhanh tàn. Núc nụ thì nâu mà núc hoa chỉ ngày hôm trước ngày hôm sau tàn này. Rụng này.
dụng hết cánh luôn. Cây này bao tiền anh? Cây này em giao lưu là 4 triệu rưỡi. Ừ. 4 triệu rưỡi. Rụt gì? Cao 30. Rồi. Tiếp đến là cây hồng ngọc mai này. Cây này bao tiền anh? Cây mai là 2 triệu rưỡi. Vâng. Mai chiếu thủy mini. Cây này bao tiền? Mấy trăm? Cây là 600 rồi. 600. Rồi. Đấy những cái cây dòng nhỏ đây nữa này. Đây còn cây này nữa. Cây này chặn thế. Không, cây thì em mua đã 1.1 triệu này. Thế kìa? À. Ui dồi. Còn cái cây ở bên trong em mua 1.5 triệu. Triệu rưỡi? Vâng. Em mua đấy. Vâng. Cây bé là 1.1 triệu. Ừ. Được rồi. Thế còn cái cây si này. Cái si giao lưu với khách là đúng 4.5 triệu. Vâng. Đứng trên đá. Lâu lắm. Si tay chuột. Chào bác, có mấy chú chào màu hót hay quá nhỉ? Nhà bác này nhiều lắm, nhà bác này nhiều chim. Chào màu hay quá, hót líu lô. Vâng, đây là cây trang đỏ đây. Cây này giá bao nhiêu anh? Cây này giá 5 triệu. Vâng. Gốc bằng cổ cây. Giá 5 triệu. Tán rộng 50. Đây là cây ổi ta. Ôi dồi, hót líu lo thích thật đấy. Quyến rũ. Bác chơi hay là bác kinh doanh? Chơi thôi à? Chơi là chính. Tiếng chim hót trong này rất hay. Cây ổi này giá bao nhiêu nhỉ? Anh Như. Cây ổi ta giao lưu 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi á? Và đây là cây túc đang ra lộc đỏ rất đẹp đây. Xanh nó quay rồi. Chưa. Nãy để cái kia không quay được. Cây túc này báo giá thế nào anh Hoàng Hưng? Túc 5 triệu rưỡi. Ừ. 5 triệu rưỡi. Được rồi. Bây giờ chúng ta thấy anh có một cây xanh thác đổ. Quay được cái hướng đổ thì mới sẽ ngoài. Thôi được rồi. Thôi để anh đi giật ra tôi lùi vào góc đấy. Tôi lấy cái góc mày này. Quay nó phải quay đúng hướng này chứ quay thẳng này. Cây này nó lằng ngoằng. Cây này bao tiền? Cây này là 3 triệu nhỉ. Vâng. Cây sung hay không? Quả to thế. Quả to dã man. Đúng là hai quả này hết bát cơm. To thật. Ui dồi, quả rụng đầy dưới khô rồi. Điệu nha, cây sung rất điệu. Cây này bao tiền anh nhỉ? Cây này giao lưu với khách là 3 triệu. Ừ. Cả màn dế ngâm được nước rồi, nó đủ nước. 3 triệu. Cây Hải Châu. Đâu về cây xì con này. Cây Hải Châu này giá bao nhiêu anh? Cây này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi.
Vâng, tôi thường thấy có cây ổi ổi này, ổi lai. Tàu ổi tàu sao lá to thế? Tàu chính xác luôn. Nhưng được cái gốc của nó, thân của nó u cục kinh nhập. U cục bò từ dưới bò lên. Cây ổi tàu cao 1 mét. Rồi. Tán rộng 70. Ừ. Cái ổi tàu này giao lưu thì thế nào ấy? Cái ổi tàu giao lưu là 8 triệu. 8 triệu. Đấy chân đẹp. Và đây là cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế dáng huyền. Cái đấy là cái đấy là cái cây bổng chứ hả? Nhổ. Cái cây bổng nó mọc ở đấy chứ. Vâng. Không nhổ được nữa. Hơi rất thôi. Nó dễ nó bám lâu rồi. Ôi dồi, nặng, nặng. Ai trời ơi, già quá. Quay mặt đây cái. Ui trời trời trời, cực già. Ừ, cây này bao tiền anh ơi? Cây này giao lưu 3 triệu. Rồi, anh đặt rồi đi. Nặng. Một người thì bê được nhưng mà anh giữ lâu thì nặng. Rồi, 3 triệu hả? Nguyệt quế. Rồi. Nghệ thuật. Nguyệt quế được. Cái cốt của nó hay đấy, cốt chậu lâu và khá già rồi, tay kỹ được. Cây ruối này trên cái viên đá thấm thủy, cây ruối rất nghệ thuật. Cái ruối giao lưu đón xuân đúng 2,5 triệu. 2,5 triệu cả đá, à cả trời khay, cả khay. Vâng ạ. Cả cái khay này chứ. Hả? Cả đá. Không, đá thì nếu ông phải bán rồi. Nếu ông giữ lại đá thì còn có cái dễ không? Cả khay là 3 triệu. 3 triệu. Vâng. Thì rồi rất già luôn. Mốc mác. Rồi. Ở dưới nhà còn cây nào nhỉ? Dưới nhà còn mấy cây đúng không? Dưới này. Để chuyển xuống nhà đi. Nhà toàn cây sấu. Toàn cây sấu á? Ở đây có quay cây này không? Cây nào? Mốc. Cây cúc mốc này. Cúc mốc này có bao tiền đây? Cây này giao lưu anh em là 1,2 triệu. 1,2 triệu cây cúc mốc dáng siêu. Anh để đây này, đừng quay đi. Anh vẫn để được cây ở đây mà. Quay làm gì? Cẩn thận những cây kia vào mái nhà người ta kìa. Đặt lên mái nhà rồi. Không. Chưa? Yeah. Vâng, không. Em vẫn đặt. Cái gì? Cái này, cái gì? Cái đấy là cây... cây gốc cần thăng... ấy cam Mỹ, ghép cam Mỹ. À, có quả đây này. Cái em thấy rất đẹp. Đúng rồi, gốc cần thăng ghép cam Mỹ, thời gian trong Bến Tre các ông làm nhiều lắm, An Giang. Này, giao lưu bao nhiêu? Có quả đây. Cái này thì bao nhiêu anh Hưng? 1,2 triệu. Cái này em giao lưu với giá 1,2 triệu. À. Gốc cần thăng ghép cam Mỹ. Thế thì cây này cũng lâu năm rồi. Nó phải khoảng độ 3... Cái này nó đem ra Bắc nó bán thì chắc phải tầm khoảng 3-4 năm nay rồi. Mai kiểu gì? Kim Thanh Mai. Kim Thanh Mai. Dạ, cóc đê. Họ là Mai Chiếu Thủy mà. Kim Thanh Mai thì bao tiền? Nhưng mà này. 2 triệu. Cái này giao lưu của anh em là 2 triệu. Ừ. Kim Thanh Mai. Rồi nha, tắt máy. Rồi, chỗ này có cây dành dành nhìn khéo hết. Cây dành dành này 800 này. 800 ngàn á? Vâng. Tốt quá, mua được. Cái gì
Không, quay gì? Cây sung này hay mà. Cây sung anh ở trên gác làm cho anh thò được cái tay chính của nó ra ngoài rời đấy. Đấy. Thì đó là cái khoảng đường phía trên của cái đường đi trong ngõ. Thế còn gốc thì ở trong này. Thế mà vẫn ra rất nhiều quả, những quả sung tía này. Gốc nhà mình nhưng mà cành nhà người. Đấy, đấy là cây sung. Cái này có bán không anh? Không, không bán. Cây sung này không bán à? Vâng. Cây sung này bán thì là sẽ cắt từ đây để đem về. Được. Cái gì đây? Sam. Rồi, cây linh sam này bao nhiêu? 700. 700. 100 gạo. Rồi. Ở dưới này hết rồi. Thế thôi nhỉ? Trà Phúc Kiến này bán thì nó lôi hết để trong cái ra. Không, không bán. Thôi, cái này để là bóng mát. Anh chơi. Quay cho lên cho này. Cây sam tôi mua 800 đấy. Dạ. Gạo. Nhiều khi anh mua đắt đấy. Nhiều khi có những kiểu khi có những cây mua rất đắt. Không, không gọi là bông sang, nó là sen trang. Cây sen trang này bao tiền anh? Sen trang ở trong miền Nam nó chuyển ra. Sen trang nói chung là tìm được cây to, tôi thích cái hoa này lắm. Hoa nó bé. Hoa nó bé nhưng mà đẹp. Cây này là sen trang. Mà nó cực bền hoa luôn. Nhưng mà cây này chưa có hoa. Cây này có hoa rồi. Có hoa rồi mà từ đợt mang đây nó không có nắng. Nhưng nó vẫn to rồi. Được rồi. Đi, đi xuống dưới nhà đi. Cây to này em mua rẻ hơn. Đây là cây mai chiếu thủy à? Vâng, sau khi xuống dưới chỗ bàn trà, anh Hoàng Hưng lại giới thiệu tiếp chúng ta mấy tác phẩm nữa. Cây trung lưu. Cây này giá bao nhiêu ạ? Cây này giao lưu với khách là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Anh quay mặt kia cái này. Rồi, được. Tầm 2 triệu rưỡi những cây mai nhỏ nhỏ như này được. Cứ để đấy cho nè. Có nước không? Không, nếu không có nước thì anh bê ra, tôi sợ có nước nó rơi rớt. Vâng, chúng ta đến với một cây cũng là ít người gặp ở khoai khu vực phía Bắc. Đó là cây Hoàng Dương. Những cái cây này chúng tôi quay trong phòng trà của anh Hưng dưới ánh điện. Cây Hoàng Dương. Gốc rất to. Và cây này giá bao nhiêu? Cây này giao lưu bonsai là 3 triệu. 3 triệu? Vâng. Vâng. Rồi. Hết rồi, chúng ta đến với một cây thông đen Nhật Bản. Đây, các bạn nắm cây thông đen Nhật Bản, tuyệt vời không? Đấy, các bạn cứ xem cái nét đẹp của nó hết sức đẳng cấp nhé. Sau đó tôi sẽ tiết lộ một điều rất là bất ngờ. Đấy, gốc thông đen Nhật Bản rất già. Cồn rụt gì? Dáng siêu rất là hoàn hảo. Phần bông mái rất ấm áp. Nhưng đó là cây lá nhựa. Vâng. Chỉ có mỗi cái gốc thân của nó là bằng cây thông đen Nhật Bản chính cấp. Chính cống nhưng mà nó bị chết. Đấy. Anh Hoàng Hưng đã sáng tạo bằng cách đưa cái bộ mái tán bằng nhựa vào. Rất là tuyệt vời. Chơi không bao giờ phải tưới. Đấy, đây là cây thông đen Nhật Bản. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này giao lưu đúng 4 triệu. 4 triệu. Rồi. Gốc rất đẹp. Và còn bên này là một cây tùng cối. Cây tùng cối thì cũng là lá nhựa. Nhưng mà cái thân của nó là bằng cây tùng La Hán luôn. Tùng La Hán xịn.
Rồi. Cây này thì giao lưu giá bao nhiêu? Cây này là 4 triệu rưỡi nhỉ? 4 triệu rưỡi. Có lẽ hết rồi nhỉ? Vâng. Mình chấm dứt video đây nhá. Được không anh? Được rồi nhỉ. Còn cây nào nữa đâu? Vâng, Đỗ Sinh xin dừng hai cuốn video chúng ta vừa giao lưu với anh số điện thoại. Hoàng Hưng. Anh đọc chậm số điện thoại 0936 80 6659. Vâng, rồi cảm ơn anh. Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.